Rồi, chào tất cả các bạn. Thì buổi tối nay tại thành phố Đà Nẵng ha các bạn. Thì quay cảnh cuộc sống về đêm tại thành phố Đà Nẵng. Đây là thành phố loại 1 trực thuộc Trung ương rồi nha các bạn. Ở đây được gọi là thành phố đầu tàu ở khu vực miền Trung. Rồi mình quay lại cuộc sống về đêm tại thành phố Đà Nẵng xem có thật sự đáng sống không nha các bạn. Đây, trước mắt chúng ta xa xa đây là cái chợ đêm Sơn Trà các bạn, và mình đang đứng ngay tại chân cầu đó, cầu Rồng nha các bạn. Mình sẽ quay lại cuộc sống về đêm của người dân Đà Nẵng cũng như du khách, họ sẽ tập trung về đây các bạn, chủ yếu là ở khu vực chợ đêm Sơn Trà và cầu Rồng đó các bạn. Đó, trước mặt chúng ta đây là cầu Rồng. Đó. Hướng này là chúng ta đi thẳng qua sân bay, còn hướng bên này là đi thẳng về bãi biển Mỹ Khê các bạn. Đó, xa xa chúng ta kia là có cái cầu Trần Thị Lý các bạn. Đó. Và cái vòng xoay cầu Vòng, khu vui chơi giải trí rất là lớn tại thành phố Đà Nẵng, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu vui chơi giải trí toàn diện luôn các bạn. Tất cả những cây cầu tại thành phố Đà Nẵng được thắp sáng rất là đẹp các bạn. Cái cầu Rồng này thì cuối tuần thứ bảy chủ nhật thì mới phun lửa các bạn. Giờ tối giữa tuần cho nên rất là bình thường. Đó, chúng ta đang đứng đây nhìn thẳng qua bên kia là trung tâm thành phố Đà Nẵng ha các bạn. Đó, dưới đây là cái đây là khu cầu tình yêu các bạn, có hình quả tim ha. Tối người dân và du khách tập trung về đây rất là đông. Có bến du thuyền từ xa các bạn. Đó, du khách đi du thuyền. Chúng ta tản bộ đi lên cây cầu Rồng nha các bạn. Có chụp ảnh, chụp ảnh dạo vẫn còn sống với nghề được nha các bạn. Mặc dù bây giờ smartphone là cao cấp rồi, chụp một phát là nó đẹp ngay. Đó. Khung cảnh cầu Rồng, nhìn toàn thành phố và cuộc sống về đêm của người dân Đà Nẵng nha các bạn. Đó. Hướng đó là đi về bãi biển Mỹ Khê. Tất cả các tòa nhà cao ốc, khách sạn 5 sao, khách sạn xa xa đó là của Mường Thanh đó các bạn. Còn đây hai tòa nhà ghi chữ rất là đẹp, Alo Đà Nẵng. Nó cầu bên đó là cầu sông Hàn. Chụp ảnh dạo. Đó, đi xét xét qua bên này, xét thành cầu ha các bạn, để đi quay qua bên phía bên trung tâm. Đó. Của thành phố Đà Nẵng. Đó, ra đứng mép bờ sông rồi. Nhìn toàn cảnh thành phố nha các bạn về đêm. Không chê vào đâu được. Thành phố Đà Nẵng về đêm quá đẹp luôn các bạn. Đi dạo mát vào một buổi chiều của
tối, trăng thanh gió mát. Đó, cầu bên kia là cầu Trần Thị Lý, quá trời đẹp luôn các bạn ha. Đó, đây là đứng đầu rồng, đầu rồng hướng ra biển Mỹ Khê ha các bạn. Thứ bảy chủ nhật sẽ phun lửa và phun nước. Đó, điều đặc biệt ở thành phố Đà Nẵng đó là du khách để xe, người cũng như người dân để xe rất là thoải mái các bạn. Ở nhất là ở ngoài khu bãi biển đó, thấy người dân họ đi ra xong họ khóa cổ sơ sơ dục ở ngoài bãi biển đi tắm thôi các bạn. Đó là một điều rất là đặc trưng tại thành phố Đà Nẵng này. Bởi vậy có đáng sống hay không là câu trả lời nằm ở đó các bạn. Chứng tỏ là an ninh rất là tốt, mà có trộm lụm được cũng không ra khỏi cái bán đảo Sơn Trà. Xa xa đó là cái khu cây cầu tình yêu các bạn. Giống Singapore ha, làm cái đầu con lân phun nước. Xa xa là các dãy nhà cao tầng, đèn led sáng rực trời các bạn, quá đẹp. Từ những cây cầu đó, cầu đó là cầu sông Hàn ha các bạn, cầu xây sông Hàn, quá trời đẹp các bạn. Đứng trên đây ngắm cảnh hóng mát tuyệt vời, thật là tuyệt vời, không chê vào đâu được. Đó, khung cảnh trước mắt chúng ta là toàn bộ trung tâm của thành phố Đà Nẵng nha các bạn. Quá là nhộn nhịp, cuộc sống rất là nhộn nhịp. Hưởng thụ về đêm, người dân được thỏa sức chụp hình cái thành phố Đà Nẵng này, rất nhiều góc chụp đẹp, không chê vô đâu được. Bởi về hệ thống đèn led quá đẹp các bạn, hệ thống đèn led quá đẹp. Thân hình con rồng sẽ đổi màu liên tục ha các bạn ha. Rồi đây các bạn đứng về phía bên nhánh trung tâm thành phố Đà Nẵng là đuôi của con rồng ha các bạn. Hướng này là về sân bay ha. Nhìn toàn cảnh thành phố Đà Nẵng từ trên cầu rồng ha các bạn. Đó. Ngay góc ngã tư Nguyễn Văn Linh các bạn. Cuộc sống rất là nhộn nhịp. Đây là thành phố đô thị loại 1, hàng đầu khu vực miền Trung rồi các bạn. Đó. Phía bên này cũng nhìn rất cận cảnh. Đó, cầu sông Hàn nha các bạn. Rất đẹp và rất đẹp. Khi thành phố chịu đầu tư và khai thác được điểm mạnh của mình các bạn, sẽ thu hút được du khách trong và ngoài nước. Đây tổ chức những sự kiện, những những hội nghị cấp cao, như cấp cao hội nghị APEC đó các bạn, tổ chức tại Đà Nẵng đó chứ không phải giỡn đâu. Quá đẹp.